Má ráng má ở dưới đó đi, chứ má đừng lên đây nữa. Má biết không, lần trước má lên á, cái người ta nói người ta mất mấy lít gạo, ta nói má ăn cắp đó. Cho nên má ơi, má thương con, má ở dưới đây, má đừng lên đây Lê, nữa Lê, má. Lê, Lê, Lê. Dạ. Trời ơi, gì trời vậy? Ơi, anh làm em quýnh quán luôn hả anh? Gì vậy trời em? Ơi, em đi mua đậu phộng, anh canh giùm em mua đậu ở phộng. Nhà được, anh không có ăn đâu. Không có được, ba em về liền, anh canh nhà giùm em trời nha. Trời ơi, cái đĩa DVD lá sầu riêng để trong tủ hoài, coi hoài, ngày nào không coi mà nhập là phải rồi. Trời ơi, lúc nào cũng lật đật, không thay đổi được chút nào hết trơn á. Alo. Alo. Chú ơi, chú đang ở đâu vậy? Đón nhỏ cho đam ấy. Trời đất ơi, sao chú bỏ con ở đây một mình vậy? Bảo chị bảo mày qua cầm chuyện của mày mát mới cho tao tà mày. Trời đất ơi, chú nói chú hứa giúp con. Bây giờ Ly nó không chịu, nó bỏ đi được kìa, làm sao bây giờ? Thì xí nữa chứ mày lộn gì mày đồng dữ á. Trời chú ơi, con lạ nước lạ cái đây mà chú tới giúp liền đi. Lọ nước lọ cớ cái gì, tao đến uống là mày đồng, mày cứ qua mình ở đi. Nếu có chuyện gì mày điện, mày té lại phone cho tao, tao trả qua liền chứ mày lộn gì ót là mày. Chú ơi là chú, chú tới liền giùm con đi nghe. Biết đâu mày quên, tao nói cho mày nghe này, tớ đang hơi chú cháu mình cứ thương lượng với nhà, thương lượng với nhà cho hỏng điện thủ lấy tiền. Trời mày tội lô quá, thằng cấm má đi này. Đó, chỗ đoàn kết và xây dựng nè. Trời đất ơi, đang nói chú kỳ vậy. Kéo mình lấy mời, ôi, hứa cái nhà hẹn đỏ không được, không tới. Cười ghê luôn chú. Nó nuốt tao chi đi, tao lấy. Mày cũng cháy, sướng sướng gì đâu. Thoải mái luôn, thấy không nè. Ông này thiệt tình luôn. Mày lọt chi gì? Bác ơi bác. Bác để xuống. Bác là ai vậy? Hey. Bác khát nước hả? Đây nước thì con không có tiếc nha, nhưng mà bác vô nhà bác không nhấn chuông gõ cửa. Chết mẹ nhà có chuông hả trời? Ở trên con là người ta công an nó bắt rồi đó. Kiểu mà vô nhà kiểu gì? Đây bác uống đi nha. Bác khát nước đúng không? Cái ly ở đây nó nhỏ xíu, không có như trên Sài Gòn đâu mà làm sao mà hết khác được. Mẹ uống nữa hả? Dạ uống nước đi bác. Rồi, bác đi lạc đường đúng không? Đây. Chú, vô ba ra bả hả? Bác lạc đường đúng không? Bác đi đâu vô đây hả? Có chuyện gì? Uống miếng gì nữa bác, uống hết đi. Rồi, được chưa? Bác kiếm ai? Bác kiếm ly hả? À, lấy lấy đi công chuyện rồi chút xíu về liền bây giờ. Giờ mặt bác nó còn nghi quá à. Con cháu bắt đâu sao để bác đi về vậy? Rồi không có tiền về xe đúng không, đi lạc nghe không, cho 1 triệu đi xe ôm nghe. Bác thiệt má, mày là ai nữa? Con hả? Tao hỏi mày là ơ. À, trời đất ơi, con hả? Con rể nhà này. Chồng sắp cưới con Ly. Chồng sắp cưới con Ly hả? Dạ. Bác ơi, bác sao vậy? Bác sao vậy? Tao bị cô huyết áp. Chết rồi, cao huyết áp là phải uống nước nhiều vô. Uống nữa hả? Dạ. Nó mới hạ xuống được. Đây bác uống đi bác. Dạ. Cái nữa nghe bác. Cái nữa. Dạ. Rồi. Mày là chồng sắp cưới con Ly hả? Dạ đúng rồi, bác biết ba nhà Ly hả bác? Biết chứ, thân lắm. Thân? Thân lắm. Chồng sắp cưới hả? Dạ đúng rồi. Quen là chưa? À, dạ thưa bác, hết khuya nay mới được 4 năm. Bác ơi, bác sao vậy bác ơi, bác ơi? Bị cô biết ốp, bị cô biết ốp. Trời ơi, con cháu mà không đi theo thì bệnh hoạn cái này kỳ cục ghê. Quen 4 năm mà tôi không biết. Này. Rồi. Người lớn mà sao con biết giữ sức khỏe vậy trơn vậy? Quen 4 năm sắp cưới. Dạ đúng rồi. Sắp cưới. Rồi hai ba gia đình biết không? Nhà con biết hết trơn rồi. Ừ. Riêng nhà Ly thì tụi con giấu. Mà rang giáo, rang giáo. Trời ơi, ba Ly nó khó lắm bác ơi. Ê bác ơi, bác sao vậy? Bác ngồi. Mà rang mày biết ba Ly không? Con Ly nó nói. Trời ơi, nó kể không. A nữa, a nữa. Con Ly nó kể hết trơn à. Nó bà nó khó lắm bác ơi, bác uống miếng nước bác. Dạ rồi khó lắm rồi còn giấu luôn đâu dám nói. Giấu luôn hả? Mà biết không, lần này đó nghe mà không được á, ráng không được thì ráng chắc còn dắt Ly đi luôn, trốn luôn. Sao vậy bác, cứ vậy hoài vậy? Cô biết ốp nữa. Trời ơi, uống nhiều vô nó mới hạ được. Trời ơi, dắt đi luôn. Dạ rồi,
Bác ơi, bác thân với gia đình Ly lắm hả? Thân thân lắm, nói chuyện Ly cũng nghe hay. Thiệt bác? Trời ơi, bác ơi, chết rồi bác ơi. Bị tụt huyết áp. Trời ơi, bác ơi, thiệt không? Chị nó mấy? Trời ơi, con mừng quá bác ơi. Thiệt hả bác? Thiệt. Bác nói giùm gia đình Ly giùm con một tiếng nghe. Ừ. Trời, bác biết không? Nói bác nghe. Mẹ tròn da luôn rồi. Ba của ông Ly á. Trời ơi, bác biết năm nay 2011 rồi. 11. Vẫn còn có người gì mà cổ lỗ sĩ, khó khăn, hà khắc mà sao mà lạc hậu quá. Bác ơi, bác ráng giúp nói giùm con tiếng nha bác nghe. Nghe bác. Trời, bác đuối quá vậy, con đưa bác vô ngồi nha. Cái đây đây. Uống nước nữa bác nghe, uống nước nữa không? Uống nữa bác. Còn nữa này chưa hết sao nè. Rồi. Bác ơi, con coi bộ bác yếu lắm rồi đó nghe. Mà bác à, bác ráng giúp con nghe, nói cho được trước khi bác chết nghe bác nha. Ê, trời ơi, bác ơi. Bác ơi, sao vậy? Sao vậy? Trời, tôi cháy. Để anh giác con kia đi. Anh ơi. Ly, Ly về. Ly. Anh Ly ơi. Ơi. Anh đi. Anh ơi, em mua đồ phòng về đây nè. Trời ơi, em ơi, tính vui, tính vui, tính vui. Anh nói chuyện với bác hết trơn rồi. Nói rồi hả? Nói hết, kể hoàn cảnh của mình. Trời ơi, bác thông cảm lắm, bác giúp đỡ. Giúp anh nói hết rồi hả? Bác, anh nói hết, bác sẵn sàng. Bác sẵn sàng ok hết liền. Ok hết hả? Ừ. Sao hay quá vậy? Hả? Trời đất ơi, anh năn nỉ dữ lắm luôn á. Thấy không có con cháu đi theo hết. Mệt cho uống nước. Xong rồi nhờ là giúp liền. Bác hứa là sẽ nói với ba em một tiếng. Đúng không? Cho tụi mình cưới nhau được liền. Trời ơi. Cái gì vậy? Tin vui mà em lạnh ngắt vậy? Dạ, thứ ba cũng mới về. Gì? Ba em đó. Ba em? Dạ. Mười khó. Dạ. Trời ơi, anh ơi, sao vậy anh ơi? Ừ. Sao vậy hả? Sao trời ơi, sao té xỉu vậy nè? Mày bước qua đây. Dạ. Bước qua đây. Ba. Tao muốn mày đứng lên bước qua đây. Nhanh lên. Anh. Bước qua đây. Ông thằng nước. Ông đứng lên. Ông đứng lên nhanh cho tôi. Nhanh. Dạ. Hồi nãy ông hùng hổ mà ra chữ như con thỏ nữa. Thấy không cả anh. Nãy ông kinh lắm mà. Ê, ngồi xuống. Dạ, con không dám ạ. Ngồi xuống. Tất cả miếng ngầu thì miếng ngầu đi. Dạ thưa bác. Nãy mày nuốt ra. Dạ con đâu có nói gì đâu ạ. Nãy mày nuốt ra, mày nuốt là y chang cho ta. Mày nuốt là nhanh. Ba. Mày nín đi, để ta giải quyết. Dạ con nói thời buổi bây giờ mà sao vẫn còn có người giữ được nét đẹp truyền thống, khó khăn với con cháu như khách. Thôi mày nín đi mày. Lố. Dạ con đâu có nói lố gì đâu, con nói đúng y tới đó thôi ra. Tao nói mày nói lố, mày nói sổ mày. Dạ. Nãy mày chửi tao như quỷ, trừ mà đẹp giữ truyền thống. Rồi mày nói chi nữa, không cho cưới thì ra. Nói tao nghe đi. Không cho mày cưới con Ly thì ra. Bác ơi, tại con thương Ly quá, con nói càng vậy chứ. Nhiều khi, cái đó chỉ là dự án thôi bác. Dự án. Dự án là ra. Dạ giống như trên Sài Gòn con ở đó, có nhiều cái dự án nó nói chứ 7-8 năm nó chưa làm á. Giống như mấy đứa ca sĩ nó hứa làm la xô, mà không làm la xô á hả? Dạ cũng gần gần giống vậy á. Mà cái dự án hồi nãy mới nói là y chang với ta, từng lời từng chữ. Nói. Dạ, nếu mà lần này không được chắc con... Dắt Ly đi trốn. Trời ơi. Mày giỡn bạn cho ta hả? Ba nóng quá ba. Cô huyết áp là phải uống nước liền con. Ba. Đó, mày uống nước đi cho mày thấy khỏi nè, uống nước của ta là vô tặng. Nha. Mày bước qua đài đi, mày bước qua đài đi. Ba dữ quá làm đổ hết nước nữa kìa. Để con lao nha. Con lao nha ba. Đẹp mẹ kinh thi. Vô nhà người ta. Dán ghê ta trốn. Ta nuôi 20 mấy năm trời, chưa ăn hán một đồng một cát bạc. Mới ở đâu mà vô đây, mới đùi giác ra đi. Mày nuôi. Nhà mày ở đâu? Ta hủ nhà mày ở đâu mà em nuôi. Dạ. Nhà mày ở đâu? Dạ nhà con ở Sài Gòn ạ. Nhà, Sài Gòn, chỗ con học á ba. Chỗ con nhà học. Mày ở Sài Gòn hả? Dạ. Dạ Sài Gòn. Sài Gòn nó mày Sài Gòn đi. Mày nuôi không? Mày không nuôi cho Sài Gòn, tao mày uống nước nữa đó. Nói đi Sài anh. Gòn thì có nhà Sài Gòn thiệt mà. Sài Gòn. Mày ra đây là mình phải Sài Gòn. Sài Gòn anh, Sài Gòn, Sài Gòn anh. Sài Gòn. Đó, miễn với chứ Sài Gòn đẹp kinh không? Trời đất ơi. Sài Gòn á. À, vậy bác ơi, cái này ai cũng kêu là cái lon á, ở ngoài đây kêu là cái gì bác? Ở trong này, ngồi đi cũng kêu là cái lon. Ba. Mày gừa ta hả mày? Ba. Mày gừa cho ta nói bại hả?
Ở Sài Gòn hả? Dạ. Tên chi? Dạ, Mr. Đàm. Mày lố mày. Dạ đâu có lố gì đâu bác. Tà sống mái chục năm trời, Mr. Tam An. Mr. Vô, Mr. Ước, Mr. Nữ. Làm chỉ có Mr. Chi, Mr. Đồ. Trời ơi ba ơi. Tao lo tao ghét. Không có phải đâu. Mr. Đàm á là giống như là ở trong thành phố nickname cái tên ngoại quốc của ảnh chứ không phải là Mr. Ước, Mr. Ráo gì đâu ba. Không phải ba. Mày đổi tay tiếng Việt đi mày ơi. Tên nó tên. Dạ. Dạ rồi. Con tên là Đàm Vĩnh Hưng. Đàm Vĩnh Hưng ba. Đồ Vĩnh Hưng hả? Dạ Đàm chứ, Đàm Vĩnh Hưng. Mày đổi đây là Đồ hết mày ơi. Đồ Vĩnh Hưng. Mày không nói chuyện đồm với thằng người chồng mày uống nước nữa. Anh Lê... chịu ba đi mà, đồm đi anh, đồm. Lê ơi là Ly. Anh chịu đi mà, đồm. Tay chi? Đồm. Dạ. Đồm Vĩnh Hưng. Đó, dạ. Thấy chưa? Thấy nói chuyện đồm với miệng đẹp kinh, đồm Vĩnh Hưng. Dạ. Nú phải nú rứa chứ. Dạ. Làm chi? Dạ con làm ca nhạc sĩ. Chị, mà... Gì vậy ba? Đứng ngoài con. Dạ, dạ. Vũa kinh đó mày. Giỏi, đúng rồi, anh giỏi lắm ba. Vũa kinh đó. Dạ, anh giỏi lắm. Làm thật sĩ luôn hả? Trời đất ơi, đâu có đâu. Tao hổ làm gì nữa, con làm thật sĩ. Không có, ca nhạc sĩ chứ không phải thạc sĩ ba. Cái chị? Ca nhạc sĩ ba. Ca nhạc sĩ là nghệ sĩ hả? Dạ, dạ, đúng rồi ba, ca nhạc sĩ, nghệ sĩ. Đi ra khổ nhà, đi ra khổ nhà tôi. Ba, ba, đi sao đi ba? Dạ, bác ơi cho con. Đi ra khổ nhà, nghe không? Sao vậy ba? Mấy ông nghệ sĩ là không có tin được. Lan nhan ba bướm. Lãng mạn. Ba ơi, nghệ không sĩ. Hạnh phúc. Không, nghệ sĩ không phải ai cũng vậy đâu ba, không có đâu ba. Ta thấy gì tròn. Không có đâu có ba. Tụi con quen biết nhau tới 4 năm lần rồi chứ không phải một ngày một bữa. Đó có chủ vụ 4 năm là chưa quýnh mày kìa mày. Vẫn mệt. Ngồi xuống. Ngồi. Kêu đi ngồi nhanh. Ba ơi, cho con đi cho con xin. Làm chi? Ca sĩ hả? Dạ. Ca sĩ. Ca sĩ hả? Dạ. Sĩ là hát đó hả? Lố mày. Dạ con nói thiệt mà. Thằng đi lố, tự nhiên gặp mát là biết lố. Dạ không. Ai có đâu ba. Ca sĩ là phải đẹp. Tướng ta phải cô rố. Nếu mà chuẩn nhất á, muốn làm ca sĩ mà tướng chuẩn mà mặt đẹp là phải tệ nhất là phải cỡ Quang Linh. Đó. Bác ơi con cao hơn Quang Linh nhiều. Đấy. Con cao hơn Quang Linh nhiều lắm. Mấy cô hơn Quang Linh hả? Dạ. Rất là bữa ta gặp Quang Linh là nó đứng trên lào rồi. Ca sĩ hả? Dạ. Biết hát không? Biết bà ba, biết hát. Tao hỏi biết hát hả, mày trả lời cho mày cười chứ. Dạ, nghề của con mà. Nhưng mà chắc thôi à. Hát đi. Hát tao nghe tao thẩm định. Hát đi, anh hát cho ba nghe một bài đi. Rồi, hát cái bài nha. Con... Bà chùa, hát bà chùa đi. Ta thích nghe nhạc bà chùa. Gì bà? Bác ơi, hát gì? Cái những cái mài mà tụi con ở trên thành phố đó mà biết là đi hát chùa là không bao giờ có lương hết trơn á. Nên tụi con không có thuộc mấy bài chùa đâu. Mấy nhạc tình yêu đời thôi. Ta kêu nó hát nhạc bà chùa, tao thích cái nhạc bà chùa mấy. Anh á, không phải. Ba em ý nó, ba em nói hát nhạc ở đây nhắc. Bà chòi á, chứ không phải bà chùa. Bà chòi. Bà chòi, dạ, bà chòi. Bà chòi phải bà không ba? Bà chòi, bà chòi, bà chùa, trời ơi. Làm bà mấy chị đó mày. À, không có, không có, anh đang tìm bài đó ba. Không có, không dạ có. Bác ơi, hát nhạc của My đi, hát nhạc của My đi. Dạ, cái bài này con nổi tiếng nhất nè. Dạ. Hold me for a while. Rồi. Mày giỡn mạt hả mày? Mày giỡn mạt hả mày? Cái gì nữa vậy ba? Hồi nãy trừ mày lố mấy lần rồi nghe. Nghe, ta không nuối ta tha thứ nè. Trừ ta không có tha thứ nữa. Chị sao? Bác? Sao anh kêu bà ba kêu anh hát bà la vậy? Mới bước ra gia đình nhà người ta bạn đứng chửi ta miết nữa mày. Chửi gì đâu? Không có chửi ta nữa chửi. Đâu. Đâu có con đâu. Nghe ta hô hô mi cho ta rồi hùa chi đó. Trời ơi, bà nhạc ngoại quốc mà ba. Khó nhạc ngoại quốc vậy? Trời ơi. Anh hát bài tiếng mẹ đẻ cho ba nghe đi. Ngồi xuống đi, ngồi xuống hát. Ráng chiều dạ. Ba đi, ráng chiều thôi, đứng lên hát đi, đứng lên hát. Dạ vâng. Thôi ngồi cho dễ hát. Bây giờ bác chắc chắn là con ngồi hay đứng đi bác. Mày nằm đi. Trời. Dạ mấy năm trước con có làm rồi. Con xin hát cho bác nghe. Hát đi. Em ơi xuân đêm thao thức vì em. Vì lời giã từ lúc anh ra về. Rằng mai đây anh lại đến, ước nguyện tròn một đời là được mãi mãi gần em. Được không ba? Mẹ bác xấu dễ sợ. Được không ba? Hát không được hả chứ mẹ? Dạ ta, được. Ta khoái những cái chỗ gần.
được, hát được, hát được hát rửa là đi hát đám cưới được rồi đó. À, trời. Ấy,